Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao hay sản xuất nông sản an toàn đang là chủ trương cần được khuyến khích, đầu tư mở rộng quy mô để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tăng trưởng. Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ở địa phương. Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2017, nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp Ba Sạch Hưng Đạo đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm ổn định cho lao động ở địa phương. Hợp tác xã đã triển khai hai mô hình chăn nuôi gà thả vườn, gà đen tại xã Hưng Đạo và Vĩnh Quang, phối hợp với dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng, tiêu thụ nông sản cho trên 200 gia đình các nhóm hộ cùng sở thích tại địa bàn các huyện Thạch An, Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng. Các mặt hàng nông sản sau thu mua đã được hợp tác xã sơ chế, phân loại, đóng gói, đăng ký tự công bố sản phẩm và cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, nhà phân phối thực phẩm địa bàn các tỉnh, thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thái Nguyên, Yên Bái, Hải Phòng, v.v. Dự kiến trong năm 2019, hợp tác xã sẽ triển khai trồng đỗ, lạc theo quy trình sản xuất hữu cơ, ký hợp đồng với bà con nông dân trồng một số sản phẩm nông sản an toàn, cung cấp cho thị trường. Cái khó của hợp tác xã hiện nay là chưa có mặt bằng đầu tư nhà xưởng sơ chế sản phẩm, trụ sở phòng làm việc, thiếu vốn quay vòng phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là trong khâu thu mua sản phẩm nông sản, không chủ động trong việc cung cấp nguồn hàng theo các hợp đồng đã ký kết với các nhà phân phối. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, luôn là vấn đề mà khách hàng, người tiêu dùng rất là quan tâm. Thế vì vậy cho nên là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì hợp tác xã nông nghiệp Ba Sạch Hưng Đạo với cái phương châm là sản xuất sạch, phân phối sạch và tiêu dùng sạch. Khi mà làm việc với bà con nông dân trong cái vấn đề về bao tiêu sản phẩm cho bà con thì chúng tôi luôn đặt cái vấn đề về chất lượng lên hàng đầu. Vì vậy khi mà ký hợp đồng bao tiêu, chúng tôi cũng yêu cầu bà con phải thực hiện sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật mà chúng tôi đưa ra. Vì vậy cho nên là sản phẩm của chúng tôi nay đến với người tiêu dùng được đánh giá rất là cao. Dự án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Xanh CAB được triển khai từ tháng 7 năm 2018 trên diện tích 1,6 ha. Đây là mô hình trồng rau an toàn, áp dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm với quy mô trên 2.400m² nhà lưới, hệ thống tưới tiêu hiện đại và nhà điều hành sơ chế sản phẩm. Cơ sở này đã trồng thử nghiệm thành công một số rau cao cấp như cải bó xôi, cà chua, dưa lưới, bắp cải tím và một số rau, đậu, đỗ. Ưu điểm lớn nhất đối với việc trồng rau nhà lưới là chống được côn trùng, sâu bệnh phá hại, điều tiết được khí hậu, chống được sương muối, ổn định nhiệt độ môi trường. Cùng với việc lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động tạo độ ẩm ổn định cho các loại rau phát triển tốt, mô hình trồng rau an toàn này cũng tuân thủ các quy định trong sản xuất như khoan giếng để phục vụ tưới tiêu, dùng phân ủ bón lót cho cây trồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép đúng liều lượng và đặc biệt không phun thuốc trước 15 ngày thu hoạch. Trước tiên thì rõ ràng là việc sản xuất rau an toàn thì chi phí nó cao hơn, đặc biệt là cái chi phí đầu tư ban đầu. Chính vì cái việc đầu tư sản xuất rau an toàn nó có kinh phí lớn cho nên cái giá thành bán ra của rau an toàn thường nó cũng cao hơn thị trường khoảng độ 25%. Nhưng mà chúng tôi cũng rất hy vọng là với cái thị trường của thành phố khoảng 21.000 hộ dân này, mỗi nhà chỉ sử dụng 10.000 rau sạch một ngày thôi, thì hoàn toàn là có thể là cái ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, an toàn này sẽ càng ngày càng phát triển. Để phát triển sản xuất hàng hóa bền vững, tỉnh Cao Bằng đã tập trung thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ để tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông sản của tỉnh, liên kết với một số cửa hàng nông sản, nhà hàng để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân đem các sản phẩm đến giới thiệu và tiêu thụ trực tiếp tại đây. Ngoài ra, thường xuyên đưa các mặt hàng nông sản của tỉnh tham gia các hội chợ thương mại ngoài tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu nông sản địa phương tới tay người tiêu dùng trong nước.